Hi, xin chào các bạn. Thì trong clip này tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta cài đặt lượng nước cho chiếc máy pha Prevo 870 ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy tay cầm, một cái tay cầm ha, và chúng ta lấy cái filter. Và nếu chúng ta cài đặt cho cái nút 2 shot thì chúng ta lấy cái filter 2 shot. Còn nếu mà một shot thì lấy filter 1 shot ha. Rồi, thì ở đây thì tôi sẽ cài đặt ví dụ cho mọi người là cái nút 2 shot ha, nên tôi sử dụng là cái filter 2 shot này. Thì thông thường thì chúng ta sẽ lấy từ 16 cho đến 19 gram ha. Rồi. Và ở trên thân máy á, chúng ta sẽ lựa chọn chế độ là double ha. Đó. Double shot, và chúng ta bắt đầu lấy cà phê ha. Rồi. Sau khi lấy cà phê xong á thì chúng ta sẽ nén như bình thường ha. Rồi. Và chúng ta sẽ xả nước trước ha. Rồi. Nắp tay cầm vào máy pha. Rồi. Và để chúng ta cài đặt á, cho thì chúng ta sẽ nhấn cái nút program này, nhấn một lần thôi ha. Rồi. Khi nhấp nháy như vậy nghĩa là nó đang ở chế độ cài đặt ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ cài đặt cho nút 2 shot, nên tôi sẽ để hai ly hai bên ha. Và đây thì tôi sẽ cài đặt là ra là 60 ml, nên là sẽ là 30 ml mỗi bên ha. Và chúng ta sẽ cài đặt cho nút 2 shot này. Đó, thì chúng ta nhấn và để cho nó tự pha ha. Khi nào mà ra đủ cái lượng cà phê thì chúng ta sẽ nhấn một lần nữa để nó nhớ ha. Rồi. Khi mà chúng ta tắt xong á là nó sẽ kêu hai lần như vậy á, nghĩa là nó đã lưu lại ha. Là xong. Đó. Đó là cách chúng ta cài đặt cho cái đặt lượng nước cho cái nút tự động này ha. Thì nút một shot thì chúng ta cũng làm tương tự, và chúng ta sẽ sử dụng là filter một shot ha. Rồi, đó là cách để chúng ta cài đặt lượng nước ra cho chiếc máy pha Prevo 870. Thì hiện nay nếu như mọi người đang quan tâm về dòng máy này thì vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với số hotline của Liên Cà Phê, thì chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các bạn. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới.